Sau hơn một năm về phổ biến nhà, cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ 26 tuổi vẫn chiếm được nhiều chú ý của dư luận bởi những pha làm trò có phần lố bịch. Dù đã làm mất nick Facebook cũng hơn 120.000 lượt người theo dõi nhưng nhất cử nhất động của họ vẫn nhận về rất nhiều quan tâm. Điển hình là mới đây, trong live stream mới nhất, chị Thu Sao kế tiếp gây xôn xao khi cho biết sẽ thẳng thắn trả lời cục bộ thắc mắc của mọi người. Dù lên sóng lúc nửa đêm nhưng clip vẫn có hàng nghìn người xem cùng lúc. Mở đầu đoạn clip, cặp đôi lại kế tiếp khiến người xem không ngừng quan tâm khi cả hai dãy chịu vui mừng, biểu thị tình cảm. Theo đó, chị Thu Sao gây chú ý khi chia sẻ, Hoa Cương là trai chưa phi tần, chị là gái chưa chồng nên đến với nhau không có gì là sai để bị cư dân mạng ném đá như thế. Chị Thu Sao khẳng định, anh là trai chưa phi tần, còn chị đã có chồng nhưng chồng mất, như thế cũng có thể gọi là gái chưa chồng. Hai bên mày mò nhau, đi đến hôn nhân, được lao lý công nhận hợp pháp, chị có quyền được hạnh phúc. Chị không tranh phi tần cướp chồng của ai thì chẳng việc gì phải kinh sợ những lời đàm tiếu. Bên cạnh đó, chồng trẻ 26 tuổi của chị Thu Sao cũng hình thành trong đoạn live stream và có nhiều hành động tình cảm, làm nũng dành cho phi tần. Anh cũng đưa ra những suy nghĩ của mình, cho rằng thiếu nữ có quyền mưu cầu hạnh phúc và dễ chịu làm đẹp cho mình. Phụ nữ vốn đã rất thiệt thòi khi phải hy sinh tuổi xuân để sinh con, chú tâm gia đình nên nếu có điều khiếu nại càng phải làm đẹp. Cùng phận thiếu nữ với nhau nên động viên, đừng chửi bới nặng trĩu lời người khác dễ sinh khẩu nghiệp, Hoa Cương nói. Đám cưới của Thu Sao và Hoa Cương gây nhiều tranh cãi. Cũng giống như những lần trước, cuộc trò chuyện trực tiếp này chiếm được nhiều ý kiến khác nhau. Bên cạnh những lời ngưỡng mộ, chúc phúc thì cũng có những câu chỉ trích, mỉa mai hành động nhí nhảnh, lố lăng của hai phi tần chồng chênh lệch 35 tuổi. Một số bình luận của cư dân mạng. Đúng rồi đấy anh chị ơi, cứ vui mừng sống thôi đừng quan tâm người ta nghĩ gì. Già, lớn tuổi rồi, hành động đúng với lứa tuổi mình đi. Như bà cháu luôn vậy, mà anh kia còn nhõng nhẽo nữa nhìn tê quá. Có vẻ như sau thời gian dài đột dưng nhiều người biết đến trên mạng xóm hội vì chuyện tình lệch tuổi, cặp đôi Thu Sao Hoa Cương vẫn chưa bao giờ thoát khỏi những lời chỉ trích vì những pha làm trò và phát ngôn gây sốc của mình.